Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, dân gian có câu chán cao phúc đức vô cùng, mày cao mắt sáng tinh thông hơn người. Theo diện tướng học, chán là bộ phận quan trọng trong việc xem xét năng lực cũng như vận may của cá nhân. Riêng xét về mặt trí tuệ, sự khác nhau ở mỗi người sẽ tùy đặc điểm độ cao, chiều rộng, màu da, tính cân đối, độ bằng phẳng của chán. Chán tuy rất quan trọng nhưng không mang tính độc lập hoàn toàn, chúng luôn liên kết hỗ trợ chế ngự và bị chế ngự bởi các yếu tố khác. Vì vậy, ngoài chán có thể xét đoán thêm khi mà nhìn ở một số cơ quan khác như là mắt, mày, tai, nốt ruồi. Người thông minh thường có các dạng chán sau: chán cao, rộng, chán cao rộng và vuông, chán tròn cao, đầy đặn, chán lẹp, chán cân xứng, hơi lồi lõm nhưng cao và rộng, chán gồ phía dưới nhưng cao và rộng. Ngoài ra, chán cao có góc tròn là người có năng khiếu nghệ thuật, chán cao trung bình thì có khả năng tưởng tượng và óc sáng tạo tốt, chán thấp hẹp có góc tròn, tuy có năng khiếu về nghệ thuật nhưng không đủ điều kiện để khẳng định điều đó, chán rộng nhưng độ cao trung bình thì thiếu chủ động trong công việc, chán rộng thấp thì thiếu sáng tạo, trí nhớ kém, chán rộng với phần dưới phẳng thì trí tưởng tượng kém, chán vuông thấp hẹp thì tư duy thiển cận, chán rộng với phần trên bằng phẳng và rộng, chủ nhân là người mơ rộng, chán gồ giữa, chủ nhân là người hay sống trong sự hoang tưởng. Tuy nhiên, nếu là tướng chán cao nhưng hẹp thì lại là người kém trí tuệ. Người sở hữu chán rộng, nhô cao thường rất thông minh, giàu sang, phú quý. Ngoài ra, những người này còn được trời phú cho một trí tuệ hoàn hảo, dễ dàng tập trung tư tưởng, trí tưởng tượng phong phú và có khả năng sáng tạo. Chính vì đặc điểm này, họ sẽ có nhiều ý tưởng trong công việc sự nghiệp, từ đó con đường công danh rộng mở, tài lộc dồi dào. Ngoài ra, họ còn được quý nhân phù trợ nên dù gặp phải khó khăn cũng luôn luôn có người giúp đỡ. Nam giới có cảm trẻ thường là người sở hữu nhiều đất đai, nhà cửa, tài vận tương đối hưng thịnh, cuộc sống sung túc. Dù cuộc sống có đôi lúc gặp biến động lớn, nhưng vẫn là người nắm trong tay số tài khoản khổng lồ. Ngoài ra, những người có nét tướng này có sự tu dưỡng bản thân cao hơn với những người khác. Ngoài ra thì trong nhân tướng học, đàn ông có mũi thẳng, đầu mũi tròn trịa, phần giữa hai mắt đầy đặn chính là tướng vượng phát. Cuộc sống của họ sung túc, không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, và anh ta cũng có năng lực tự mình tạo lập sự nghiệp. Tướng mặt của người kiên cường không lùi bước. Đàn ông có nét đường môi miệng rõ ràng, hai cánh mũi nở nang, thường là những người có tham vọng lớn, ý chí kiên cường. Kiểu người này có hoài bão lớn đối với sự nghiệp, không chịu khuất phục trước áp lực bên ngoài. Ngược lại, đối với áp lực ngày càng hưng phấn rõ ràng. Họ làm việc âm thầm, không khoe khoang phô trương mà chỉ chú ý tới hiệu quả thực tế. Khi gặp khó khăn, không nản lòng, thay vào đó bình tĩnh phân tích nguyên nhân, tích cực tìm kiếm phương pháp để có thể chuyển bại thành thắng, biết chú ý tới đại cục. Mắt trắng dã là kiểu người nỗ lực không biết mệt mỏi. Một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, lập tức hành động ngay, hơn nữa sẽ dốc toàn sức lực để hoàn thành. Tướng mặt của người kiên cường còn đi kèm với một số đặc điểm khác như là hai bên ấn đường có xương nhô lên, lông mày nằm ngang, vầng trán cao, rộng. Trán là nơi thể hiện trí tuệ, đạo đức của con người. Đàn ông có tướng trán cao, rộng là người có học thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực. Bởi vậy, trong tương lai, họ sẽ xây dựng được một sự nghiệp mang tầm cỡ vĩ đại. Nhờ vào con mắt nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, những người này sẽ đạt được thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Mắt sáng, long lanh là người thông minh, tài giỏi, quyết đoán và biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Khi còn trẻ, họ dành nhiều thời gian để phát triển bản thân, sống với niềm đam mê khát khao cháy bỏng của mình. Một khi đã tập trung vào công việc thì không có gì có thể làm họ phân tán tư tưởng. Trong cuộc sống gia đình, những người này luôn làm vai trò trách nhiệm tròn một người cha, người chồng. Dù có bận rộn với công việc thì vẫn sắp xếp thời gian để quan tâm chăm lo đến đời sống gia đình. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên, vận trình trong năm 2020 Canh Tý sẽ gặp phải nhiều tai họa, tài lộc giảm sút, gia đạo không được bình an may mắn. Đó là mệnh chủ tuổi Thân.
tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm. Hơn nữa, Thái Tuế là thương quan của mệnh chủ tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân năm nay có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh Thái Tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có sự trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản mệnh cũng được phát huy, càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến. Vì là năm của sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của Thân. Một vài người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, văn nghệ, thiết kế đang có chủ tính, thực hiện các dự án thiết kế phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi đó chính là bạch hổ, chỉ bối, địa sát dễ mang đến cho mệnh chủ tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh, giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, Thái Tuế thương quan hợp Thân, mệnh chủ gửi Thân có vận thế trong năm rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức để kinh doanh. Mặt tình cảm trong cuộc sống có nhiều sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ mệnh chủ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp với Thái Tuế, cơ hội rất nhiều. Tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh, nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc cho mình. Mệnh chủ tuổi Thìn, tam hợp Thái Tuế quý nhân vượng. Những mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên rơi vào năm Canh Tý 2020 sẽ tương hợp với Thái Tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp thân. Cho nên những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập đồng lương của công chức, cho nên trong năm nay vận tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về tình cảm chính tài sinh quan, nam mệnh chủ tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân thì nên nắm bắt tốt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiếp thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ mắc bệnh mãn tính hoặc nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tốn tiền cao ở cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Ngoài ra thì hãy luôn mang bên mình mặt Bát Bảo Tâm Kinh để gặp hung hóa cát. Tuổi Tỵ, luận tử vi về sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm phẳng tam tai 2020, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ra bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất, lơ là, thiếu tập trung, có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực, quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn.
mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá mức tạp nhưng không có cơ hội thăng tiến, khiến cho con giáp này nhụt chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở và trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực nhưng lại có vô số những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng, bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem có thể bứt phá được nếu không có ai tạo điều kiện cho mình. Để cho sự nghiệp hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may không nhiều nhưng nếu con giáp này kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cách lách luật qua mặt cấp trên, sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Còn xét về đường tài lộc của tuổi Tỵ năm 2020, có thể do canh kim lộ xuất thiên tài mà chính tài sinh chính quan tọa tại Tý Thủy nên bị cản trở trong công việc chính. Thủy hỏa bất dung khiến cho thu nhập từ công việc chính khó bề gia tăng. Tài lộc của năm Canh Tý chủ yếu là những nguồn thu phụ, thái tuế hóa thiên tài đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Đừng vì tham lam đầu tư lâu dài, dễ xảy ra bất chắc, càng không nên đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất thiệt hại nghiêm trọng. Nên kiếm việc làm thêm thu nhập từ nghề tay trái ổn định và vững vàng, góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại, chăm chỉ làm lụng thì sẽ tất có được một khoản kha khá để cuộc sống được dư dả hơn. Đặc biệt từ người kinh doanh buôn bán thì bán hàng, chỉ cần tranh thủ, dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ đều có chỗ giành được lợi ích. Ngoài ra, do năm nay tiểu hao và nguyên thần còn gọi là đại hao chiếu mệnh, nên trong năm nay mệnh chủ có những hao tổn trong tài vận, cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết, tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Để tốt nhất, mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy Thất Tinh Bát Quái Trận Đồ treo trong phòng khách để kích hoạt cung tài vận và quan vận, rất tốt cho những người làm ăn kinh doanh muốn cầu tài chiêu lộc và những người làm công chức muốn thăng quan tiến chức. Tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của tuổi Sửu năm Canh Tý sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế Tý Thủy tọa tại thứ tài cát tinh. Thương quan sinh thứ tài mà thái tuế Tý và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng được chỉnh chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ quả mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạch tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý, kẻo vướng họa khẩu thì thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít làm nhiều, hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xỉm. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn bình an. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên trong năm thủy khí quá vượng, do chịu ảnh hưởng của thái tuế Tý Thủy, con giáp này cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình, có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày thì năng tập thể dục thể thao tăng sức đề kháng, vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an, may mắn trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Về sự nghiệp của tuổi Sửu và năm Canh Tý 2020, canh kim lộ xuất thương quan Tý Thủy tọa thứ tài trong năm nên tăng cường hợp tác kinh doanh làm ăn, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới.
các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế để được may mắn bình an. Tuổi Sửu cần phải tập trung vào một số hạng mục nhất định mà ở đây theo lịch vạn niên thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Để hợp tác làm ăn sẽ đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình, dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như là chỉ thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, Tỵ Dậu Sửu. Năm Canh Kim lộ xuất thương quan, Tý Thủy tọa thứ tài, tuổi Sửu sẽ có tài lộc tìm đến tận nơi. Tý Sửu lâm nhị hợp trong năm vượng tài vượng lộc, mà thứ tài chỉ lối dẫn đường con giáp này nên tập trung vào các dự án đầu tư sẽ có lợi hơn cả. Muốn kiếm được tiền lâu bền thì cần phải biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Muốn tiền đẻ ra tiền, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để được lộc tài vượng tiến, suốt đời bình an. Trên đây là những nét tướng gắn với số mệnh mà người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người đoán vận mệnh sang hèn, số phận của một con người. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên biết rằng tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân người đó là thiện hay ác sẽ có biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên dù ai đang sở hữu những nét tướng này không thực sự may mắn cũng không nên quá lo lắng. Số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng những việc làm cái nhìn tích cực để gặt hái được kết quả tốt hơn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video sau.